Hello everyone, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Bó Đây, còn đây em mình. Mình là Gỗ. Hôm nay mình sẽ... Hôm trước mình đi một cái thì bố mẹ mình đã mua rất nhiều đồ chơi của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đồ chơi thứ nhất. Đây là bộ bàn bia siêu nhỏ. Đấy, nó nhỏ. Các bạn nhìn nó to đấy thôi chứ, nhưng mà ở bên trong nhỏ lắm. Bây giờ mình sẽ bóc ra nhưng mà cái này cần ốc vít thì mình sẽ nhờ bố mình lắp hộ. Bây giờ mình sẽ bóc ra nhá. Các bạn ơi, mình quay cùng xa bông à. Cái này bóc thì easy thôi chứ, nhưng mà lắp vào thì hớt lắm, là khó đấy. Bây giờ mình sẽ bóc ra. Mình mở ra mình đã thấy một cái nắp. Nắp gì thế các bạn ạ? Và có một cái túi bên trong. Cái bàn này. Cái bàn. Mà còn cái kia. Sao không có gì vậy? Đây. À, thì ra nó nằm đằng sau. Đúng rồi. Yeah. Các bạn viên bi cũng nằm đằng sau đó các bạn. Để cái này xuống. Các bạn ơi, đây là mấy cái dụng cụ để làm gì đó. Còn trong đây sẽ có không có viên bi nào hết. Tại vì trong cái hộp kia có Rắn. Ui, cái gì đây các bạn ơi? Ui, cái này đánh cái gì nhỉ? À, đánh cái này, cái gậy này các bạn ơi. Ui ơi, các bạn nè, thanh gỗ được bàn. Ốc vít này các bạn ơi. À, nó đến như thế này các bạn. Một các thanh này, hai thanh này. Các bạn ốc vít mà. Có cả hai cây như thế này, hai cây à. Bốn thanh luôn các bạn. Xin vít. Đồ chơi thứ nhất đã nhín xịn rồi. Ôi, cái gì này? Chắc là trong này có gì. Ôi giời. Nhìn đi. Có cả 16 viên cơ mà. Này các bạn này, có đủ màu sắc luôn. Các bạn ơi, nó đẹp nhỉ, màu nó đẹp luôn ấy. Viên màu trắng này các bạn, viên này để đánh nha các bạn. Các bạn nhìn thấy màu đẹp không? Này, có để vào luôn, sáng luôn. Đây mình sẽ để đây cho các bạn nhìn màu. Đây, rất nhiều thanh gỗ to. Đây, bây giờ mình sẽ bóc hẳn cái này ra. Mình bóc cho các bạn rõ, xem rõ nha. Cái này là mình sẽ... Lô, Vào đây, quay cùng. Các bạn ơi, đây là cái phấn này. Mình đang quay tự nhiên gặp cả fan luôn các bạn ạ. Lấy fan mình đấy. Cái bàn bi ai nhé các bạn. Đây là hai cái que để hai người solo với nhau. Các bạn ơi, cái này cái lơ để như này. Bạn ơi, cái này dính lắm. Bạn, cái này dính lắm. Đây, cái này để quẹt bàn cho sạch hơn đây. Bật thế này. Ở trong này có cái này à. Đấy, còn đây là viên bi. Bi này các bạn có đủ màu sắc là xanh, vàng, xanh lá cây vân vân và mây mây. Bây giờ lắp thì mình không lắp được. Bây giờ mình sẽ nhờ bố lắp nhé các bạn. Let's go. Trong đây có 15 quả thì lượt chơi là như thế này. Nếu như lượt chơi là ai ăn 8 quả trước là thắng thì mình phải sushi trước, xem mai chơi trước nhá. Bây giờ mình nhé. Su gấu. Su
Ok, gấu chơi trước. Mở ra. Mẹ mình. Gấu dọn chít. Căng căng căng. Nè, đến gấu này. Chưa vào quả nào. Phải đây. Vào một quả. Mình hai quả. À, hai quả, mình hai điểm. Gấu, gấu không điểm. Gấu đến gấu đây. Đá đi. Đến gấu mà. Em mua đá. Em mua ăn rồi, em mua đá tiếp chứ. Đến nhá, ăn được đến. Thì con ăn mua ăn ba quả rồi. Ai ăn rồi thì nó đá tiếp rồi con. Thế ăn hai quả thì chưa hai lần à? Chưa một lần à? Ui rồi, ui rồi. Đến gấu ấy. Vào chưa? Chưa. Đâu, xin nữa vào đấy. Anh đá vào, anh chơi đấy đi. Chơi ra đi. Bây giờ mình đọc tay vào. Ui giời. Chưa vào. Tắt đến rồi lại còn. Đây là chiếc trắng. Anh chơi bia hơi non thôi. Anh vào hai quả, gấu vào, chưa vào quả nào. Ui giời. Thế cái cục kia con này để ở đấy. Đấy như gấu thì à. Thế đó. Để trên bàn sao không đã được không? À đúng rồi. Ui giời. Một. Hai. Con hai. Gấu một. Chưa vào quả nào. Ui giời. Đi xem. Xin nữa vào. Đực cờ nón. Đợi tí. Tìm chỗ nào đấy. Điểm tốt nào mà nón nón. Cái này và một cái ở đây không. Mạnh hết. Ui. Lớn. Vừa nhanh đi. Không cần bôi nhiều thế đâu con. Bôi một lần là phải đánh hết hả bố? Nhanh lên. Không qua lượt khác. Cho fan đấu với anh. Phan đấu như thế nào? Phan biết chơi không? Có à? Tía đấu anh được. Phan biết chơi không? Phan con ấy, Phan mình ấy. Linh đăng ký rồi. Đăng ký rồi à? Ừ. Số 4 này các bạn, số 4 này, số 4 này các bạn. Hai, hai đều, hai đều, hai đều. Hai đều. Cố lên. Cố lên. Cổ vũ cho anh, cổ vũ cho anh là Phan. À, mày đưa Phan. Ui. Chết, chết, chết. Chết rồi, chết rồi con à. Ui ôi. Đây. Kéo fan solo anh, gấu xem được. Rồi. Chưa vào. Anh nhìn cái này. Ui. Anh chơi dia hơi luôn. Nhưng mà có lúc anh thân thiện. Anh thiện. Ra. Nhưng mà đi đá ở đây thì cái này bắn. Hai vào. Đá trượt, không tính. Đây đây đây, nhìn anh này. 3-2. Ba. Ui ôi. Mày đấy. 3-2 nhá. Không vào quả nào ạ. 4. À 3. 3 đều. Anh nói đến lượt em à. Ơ anh vừa vào anh không đánh nữa kìa. Quên thế. À ừ anh đánh. Rồi. Trượt không tính. Ơ trượt trượt. Dạ. Thấy chưa? Vào, vào một cao rồi. Bốn ba. Vào chưa? Vào một quả. Chưa vào. Bốn ba hả? Bốn ba rồi. Ô mày cút. Xin mua vào luôn đi. Mình phải đá mạnh cơ. Mạnh lên. Cái rồi. Nắm kỹ vào. Nắm kỹ rồi. Đấy. Đấy. Anh nhắm từ đâu mình nó ra đây này. Bắn hai quả luôn. Để bắn xem. Hai quả. Cái này thẳng với cái này nhưng mà có mấy quả chặn anh thử. Không vào. Ui, ui xích quả này vào ơi. Gấu gấu này luôn xuôi. Ui ơi. Đây ai đây ạ? Em út là anh.
không cho chơi bây giờ. Chơi đấy. Ui rồi. 5-3. Trời ơi, sao anh đúng bị đánh ở đây này. Còn 3 cái nữa. Con ăn được. Cố lên anh. Con sao tay anh còn mượt đấy. Nhắm vào quả này tự nhiên trượt. Đi ăn. Awesome. Dạ. Đi. 5-4 rồi nhá. Cố lên. Được rồi. 5 đều. Được rồi. Để yên, cái này không đúng. Bla. Anh 5 đều nhá. Ui giời. Xít của trắng nào. Ú. Ê, để yên. Để yên. À, bla. Ra đi ra gấu gấu. 6. Còn 2 cái nữa. 6, 8 nữa. Ui giời. Ôi gấu ơi, đánh nhất pha này vào luôn. Không, không vào đâu. Chịu cái này thôi. Đây nè, đây. 11 hoặc 3 nè. Trời đấy, ok, 6, 3. Có 6, 3 hả bố? Ừ, 6, 3. Không, 6, 5 mà. 6, 5 á? À, quên. Ừ, đúng rồi. À, mục tiêu phải chính xác của anh. Ê, sao quả 15 với quả 10 chưa đánh mà chính nữa quả 3 cả 11 đã được đánh. Đánh đi. Đánh vừa mà chả được. Đánh vừa vào được thôi. Đấy, vào luôn. 6 đều. Ừ, 6 đều. Chưa vào. Không, quả này chặt rồi. Rồi bỏ quả con, này. Bố ơi, bỏ lại ra. Đúng rồi. Đúng rồi. 7. Có một cá, có một quả cuối cùng với các bạn. Hai quả. Một quả, có ăn một quả nữa thắng, đố bạn ăn hai quả nữa thắng. Có ăn hai quả nữa cơ. Ê, đừng nha. Chơi ngu rồi. Chị ngu thế nhỉ? Ui giời. Xịt. Ôi trời. Đây, đây rồi. No. Để đây nữa. Được, phải được. Không vào đâu. Không vào. Đừng vào. Đấy đi con. Ừ, chưa nè. Bay cả vi. Ê, một lần cuối cùng anh vào cái lỗ này. Ê nhìn lên, anh còn đá. Anh sợ anh. To, tay to quá. Đây này, mục tiêu của anh, chính xác của anh này. Các bạn ơi, mình rất thắng người tự nhiên. Này, đừng vào nhá. Con không ấm, con không ấm. Xếp vào gấu đánh phát. Đừng. Anh gấu thắng. Sao gấu thắng? Gấu đẩy bàn mà. Đừng đẩy bàn nữa. Đừng đẩy bàn vô. Đang để yên như này đừng có đẩy bàn. Gấu đánh đi. Đánh đi. Gấu đánh sao có được. Để cho gấu video đạt để. 7 đều. Đánh đi gấu. Không cần ngắm luôn.
không cần ngắm, cứ đánh vừa được. Cho một quả bay ra. Ôi ôi, thắng rồi. Các bạn ơi, mình cứ tưởng là mình thắng, hóa ra mình gãy quá nhiều thì cũng đã thắng rồi. À thắng rồi, tại vì thì hồi xưa em có chơi đá bia giỏi lắm, mình thì chơi yếu lắm. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ solo với fan nhá. Đây, bây giờ quả bóng cách, bây giờ nó sẽ mở hình tam giác ra và mình sẽ đánh solo. Fan thì fan mới đầu chơi nên chưa biết chơi cho lắm, bây giờ mình sẽ dạy sang chơi fan chơi. Rồi đấy, quả này mãi. Bây giờ em cứ cho quả nào vào trong cái lỗ kia là em sẽ được chơi thêm một lần nữa là được. Đấy, chơi vào rồi. Đấy, các bạn thấy fan chơi chưa? Đấy, mới đầu chơi không biết, chưa biết chơi nên thế. Em là anh đánh chơi nhá. Anh ơi. Ui, anh vào nhá, anh chơi tiếp. Ơ, đến anh mà. Cùng ngôi là thắng nha các bạn. 7 đều, 7 đều. Đây. À quên. 6-7, 6-7, 6-7. 6-7. Em này 7 con là 6. Tám, em này thắng. Chúc mừng các em đã giành được huy chương đồng. em này cũng chơi giỏi đó các bạn ạ. À, lúc thì không ném kỹ mà vẫn vào được, mình mới chơi đã thắng rồi thì chúc mừng cho em này nhé các bạn. Đấy, mình lớn nhưng mà chơi lớn thương người bé. Các bạn thấy video này hay thì cho mình một nút like, nút đăng ký và ủng hộ kênh mình nhé. Còn bây giờ bye bye, bye, bye.